Dạ chào khán giả Khương Dừa con. Khương Dừa mới vừa về lên lại Sài Gòn, mẹ của Khương Dừa cũng khỏe rồi. Về để chăm con gái. Mấy bữa nay con gái nó nhớ Khương Dừa, con gái rượu với con chai rượu nó nhớ Khương Dừa quá, nó ngủ không được. Và ở dưới quê Khương Dừa lên, Khương Dừa có mang một món quà nhỏ nhỏ bất ngờ cho trà sữa. Đó là ở dưới quý diễn giả biết ở dưới Bến Tre có rất là nhiều trái cây rồi đúng không? Mà Khương Dừa mang lên cho trà sữa một rổ trái cây. Tên bất ngờ đấy à, bất ngờ. Tên. Ăn con ăn đi trái cây á. Ê, từ từ cái này nè, bây giờ không để cho đây cho dạy con thôi, là phải dạy cho trà sữa để trà sữa biết phân biệt trái cây với màu sắc của gì vậy đó. Đó, đây là vừa chơi vừa học luôn nè quý khán giả, nhà có con nhỏ cũng nên mua trái cây về chơi để giới thiệu với bé. Đây là rổ trái cây, đây là đặc sản của miền Tây, đặc sản của quê nội đó, cho mang lên cho con nè. Ăn trái cây nó sẽ giúp cho mình có nhiều vitamin, hiểu không? Cho da, hiểu không? Hiểu không? Cho da dễ mình đẹp đẽ hồng hào, có nhiều năng lượng. Yeah. Bây giờ cha sẽ dạy qua con nè. Từ từ nha. Đây là cái rổ. Cái này là cái rổ. Rồi, cái này là cái dao. Dao. Nhớ nha. Nhớ. Cái trái này có màu cam nên ta gọi là trái cam. Cam, dạy cam. Rồi cam đó, từ từ. Bỏ vô đây rổ nha. Bỏ vô rổ đi. Trái này nè, cái chai này có hộp nè, cái màu xanh nè, đây là có hộp, có màu xanh này là trái ổi. Trái gì? Ổi. Dạ, trái ổi. Ổi. Trái ổi. Trái ổi. Rồi, trái này màu vàng nè, mà nó mất khúc rồi, trái này là trái chuối. Trái chuối. Rồi, trái chuối. Trái này là trái dưa hấu nè, đúng không? Mình đi siêu thị mình mua dưa hấu hoài ăn nè, đúng không? Dạ. Dạ nhớ. Dạ nhớ. Rồi. Con nhớ cha không? Nhớ cha. Con nhớ cha nhiều không? Nhớ cha nhiều. Nhớ nhiều lắm hả? Sao con không gọi cho cha? Trái này là trái khế. Luôn luôn là chùm khế ngọt á. Cho con trèo hái mỗi ngày. Đó, ngon lắm. Trái này là trái dâu. Này là trái dâu đặc sản của Đà Lạt. Trái dâu màu đỏ nè. Được không? Tập trung vô trái gì? Cam. Trái gì? Cam. Trái dâu. Trái dâu tập trung vô, từ từ cắt. Đây, trái nào màu tím này, trái gì? Trái nho. Dạ, trái nho. Dạ. Dạ. Rồi, con vô không bị trái cây không chứ nghe. Dạ, vậy con ngoài là con đi học bài đi. Nè. Rồi, trái này là trái táo. Trái táo. Đây là trái táo nha, quý vị. Dạ, này là trái táo apple. Đó, apple. Rồi. Thôi con có cắt ra hết vậy hả? Rồi giờ nào phân biệt nè. Giờ nhắc lại nha, nhớ không? Nhớ. Dạ nhớ. Dạ nhớ. Rồi. Cô chủ ơi. Cô chủ ơi. Dạ chú ơi. Cô chủ ơi. Dạ chú ơi. Cô chủ cho tôi một chai dưa hấu đi. Phải không? Phải. Đâu, bỏ vô lỗ đi, chai nào chứ dưa hấu đâu. Phải không? Phải. Phải gì bỏ vô? Tên đúng rồi, trái dưa hấu. Giỏi quá ta. Rồi cho cha một trái cam đi. Phải không? Phải trái này cái gì? Dạ, cam. Phải cam không? Phải. Rồi, giỏi. Còn nửa trái cam còn lại đâu? Rồi, bỏ vô cho cha. Rồi, cha thèm một trái nho. Cho cha trái nho đi. Đúng không? Đúng trái nho không? Dạ đúng. Dạ đúng. Rồi đây là trái nho này. Nhớ cho trái nho có nhiều trái nè. Có màu tím. Dạ tím. Dạ màu tím. Dạ tím. Rồi từ từ. Cho cha một trái khế đi. Trái khế đâu? Dạ. Phải không? Chắc không? Chắc. Chắc luôn hả? Dạ đúng. Ủa dỗi quá vậy. Trái này cái gì? Không phải trái cam. Trái này cái gì? Sao? Cái táo. Trái táo. Đúng rồi, trái táo. Rồi giờ cho cha một trái dâu. Trái dâu. Cho cha trái dâu đi. Trái dâu. Dâu đâu? Còn trái nữa đâu? Còn trái dâu nữa không? Còn trái dâu nữa không? Còn trái dâu đâu? Ủa trái dâu đâu ta? Ủa đâu rồi? Trái dâu đâu rồi? Trái dâu không? Trái dâu đâu rồi?
Ủa đâu mất rồi? Đây nè. Ba trái này cái dao đâu? Thế nào? Chắc không? Chắc không? Cắt cắt cho Trang luôn hả? Trời ơi, cảm ơn gái, thương gái quá à. Rồi, rồi, từ từ cho Trang một trái chuối. Cho Trang một trái chuối đi. Trái chuối đâu? Cắt chi dữ vậy? Cho Trang một trái chuối đi. Phải trái chuối không? Dạ, giỏi. Cho Trang một trái dưa hấu đi. Trái này cái gì? Trái này cái gì? Khế. Không phải cái khế, cái khế là cái này nè. Cái này cái gì? Hộp. Cái hộp không phải, trái hộp không phải, trái gì? Dâu. Không phải cái dâu này, cái này nè. Quên trái đó hả? Mới dạy đi quên này hả? Cái gì? Trái ổi. Đúng rồi, trái ổi. Nhớ không? Trái ổi nó có hộp nè, nó màu xanh lắm. Rồi thôi giờ lại nè giờ tự lại nha, phải nhớ nha, một lần thôi phải nhớ nha, dạy một lần thôi nha, tập trung vô nhớ buồn ngủ rồi. Rồi ở đây nè có một lỗ trái cây nè, vậy sửa chọn cho cha một trái dâu. Trái dâu à? Trái dâu, trái dâu bỏ xuống, lấy trái dâu bỏ xuống đi. Trái dâu đâu? Trái dâu đâu? Đâu phải trái dâu đâu? Không phải. Trái dâu đâu? Sao nãy giờ dư chứ? Dư gấp gói trái dâu quá vậy. Trái này trái gì? Dâu. Yeah, đúng rồi, trái dâu, bỏ dâu ra ngoài đi. Yeah. Rồi. Bỏ ra ngoài đi, bỏ dâu ra ngoài đi. Rồi, dâu lát xay xương tốt. Rồi, lấy cho cha một trái nho. Cho thành trái nho. Yeah, trái này trái gì? Trái này trái gì? Trái nho. Trái nho. Trời ơi, không nhớ tên. À, cho cha một trái ổi. Oh yeah, số 1, trái ổi. Trái ổi nè. Rồi, con thích ăn trái nào? Dưa hấu hả? Tính gió hả? Cho cha một trái cam. Đó, giỏi. Cho cha quê hương là chùm khế ngọt. Quê hương là chùm khế ngọt, trái khế. Yeah, rồi. Cho cha một trái là mẹ già như chuối chín cây. Trái chuối. Yeah, rồi. Rồi, cho cha một cái trái mà Newton nó nằm bị rớt xuống đó, rồi cho định lực dạng vật hấp dẫn đó. Cái gì? Trái táo. Trái táo. Yeah, yeah. Rồi, mình có rất là nhiều trái cây đây. Rồi mình phải mời khán giả ăn ha. Trái đó chứ gì? Hấu. Rồi trái hấu, rồi bỏ vô rổ đi. Rồi qua. Rồi xong trái hấu rồi, tới trái gì nữa? Dâu. Trái gì? Dâu. Trái dâu, giỏi. Rồi cắt trái dâu đi. Đó, vậy này là mua một bộ này nè. Về này dạy qua một lần là mấy bé nhớ trái luôn. Dạ. Mà mốt gặp trái thiệt biết hay không. Trái này trái gì con? Dâu. Trái này cái gì? Cam. Trái không phải, cái gì? Cam. Không phải, không nhớ tên. Trái này cái gì? Trái ổi. Trái ổi. Đúng rồi, trái ổi. Không nhớ tên, chưa nhớ tên. Mình nói cái tên thì biết cái trái đó, chứ không nhớ cái tên nó quý vị vậy. Rồi, cho trái ổi đi. Rồi, giỏi quá. Sữa giỏi quá hả? Sao sữa giỏi quá vậy? Rồi, cho cha trái cam đi. Trái cam. Đúng rồi. Rồi. Bây giờ trái này với trái này thì là trái gì? Cam. Trái này cộng với trái này là trái gì? Cam. Cái này cho con không biết trái gì luôn, con không biết trái cam. Này là trái cam, còn này trái gì? Quả. Quả gì? Quả trứng gà. Quả trứng gà đâu? Ừ. Trái ổi, đúng rồi, trái ổi. Trái ổi. Trái ổi mà kêu bằng trái u không à? Rồi giờ phân biệt màu sắc nè, rồi, nhưng mà đây màu sắc nó giống nhau không à. Lấy cho cha một cái trái quả, cái quả cái nào màu tím đi, màu tím đâu?
Không phải màu tím. Màu tím. Hai này cho chỉ lại cho chưa chỉ cho con mà cho con biết được. Nè cho dặn đây là đây là màu tím. Màu tím. Đúng rồi màu tím. Tím mộng tím mơ nè. Nho. Hả? Nho. Nho đúng rồi nhưng mà cái này là nho có màu tím. Màu tím. Đúng rồi, cái này là cái cam. Cam cam. Có màu cam luôn. Màu cam. Rồi. Trái chuối có màu vàng. Chuối ăn. Ờ ăn được rồi, được rồi, được rồi. Màu vàng. Vàng. Màu vàng. Màu vàng. À, trái táo có màu đỏ. Màu đỏ. Trái dâu cũng màu đỏ luôn. Trái dâu màu đỏ luôn. Còn lại dưa hấu với lại khế với lại ổi là màu xanh nè. Wow. À. Wow. Đây đây mình có ba loại màu nè. Đây có màu. Mấy giờ? Hả? Đợi đi, rồi đợi đợi đeo lên đi. Mình có ba người hả? Rồi đi. Ai là? Ngồi đây, ngồi đây, ngồi đây, đợi lên. Đây cho mở cho mở cho con đợi. Đây là chỗ hát là Professor. Đẹp. Đẹp không? Hỏi quý nhã coi con đẹp không? Đeo đàng hoàng. Lưu lưu vậy. Rồi có mấy bữa con vừa về với quê với dạ con vừa về thăm mẹ vậy với nội á, về nội á nội bệnh á. Nội bệnh á. Rồi dạ nội bệnh xong trà sữa nhớ con vừa trà sữa ngủ không được tối là sữa. Hút trà sữa. Trà sữa ngủ. Ngủ có được không? Mình sửa xong mình ngủ luôn hả? Rồi sao mình đứa nào nó nhớ cha ngủ không được rồi hỏi cha đâu rồi kêu cha về đi. Con. Con hả? Rồi em có không? Alo, nghe trẻ. Cha về sửa. Alo, cha về sửa hả? Cái gì? Máy thoại. Điện thoại hả? Thôi không có điện thoại cho bộ đi. Lại đây. Alo. Alo. Nghe trẻ. Sữa hả? Cha nghe nè. Cha nghe nè. Rồi sữa gọi cha gì? Dạ dạ dạ. Dạ 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 dạ. Cha gì gọi cha về chưa? Rồi qua đây nè. Bị ho vậy? Nhận gì? Cái gì? Nhận tôi lại. Cái gì? Qua đây ngồi đi. Nhớ. Qua đây ngồi. Rồi, bữa nay mình học xong trái cây rồi bữa khác cho sẽ mua màu về cho dạy cho con nha. Rồi. Nha. Dạ. Okay. Ngoan nha. Bà mời quý giả ăn trái cây đi. Bưng mời quý giả ăn trái cây đi. Mời quý giả ăn trái cây nha. Nói chứ Phương vừa lên thì Phương vừa cũng có mua chôm chôm với lại để sầu riêng cho trà sữa. Trà sữa khoái ăn chôm chôm á. Cái này là đồ chơi à. Cho bé chơi để mình vừa chơi mình vừa dạy cho bé cái gì vậy hay lắm á vừa chơi vừa dạy là bé nó dễ tiếp thu lắm tuổi này là dạy được rồi dạy để mai mốt con đi học nha dạ dạ nào cô nào đâu đâu hả bà năm bà năm gì bà năm cậu còn hai hả bà năm sao dạy con xuống làm gì? Xuống bắt sữa luôn hả? Ừ. Còn hồi nãy có chú nào làm gì con? Chú bắt sữa cổng. Chú bắt sữa cổng luôn. Chú bắt sữa luôn hả? Bắt sữa làm gì? Chú kỳ lắm nha. Kỳ lắm nha. Chú bắt sữa làm gì vậy? Hả? Con mét có gì diễn giả hồi nãy chú bắt con làm gì?
Đánh chú luôn hả? Chú kỳ lắm nha. Chú kỳ lắm nha hả? Sao vậy? Thôi chú kỳ quá hả? Chú kỳ quá. Chú kỳ quá hả? Nói chuyện rõ ràng hơn, nói chuyện cà lâm không à? Cà lâm gì? Cà lâm, con cà lâm á. Nói chuyện từ từ, ai gấp gáp gì mà nói chuyện cà lâm. Yeah, thôi mình phân biệt được trái cây rồi. Hôm nay mình cảm ơn quý vị khán giả đi. Cảm ơn khán giả đã theo dõi video của trà sữa nha. Dạ. Cảm ơn ông bà. Ông bà. Cô chú. Mẹ. Các anh chị, các bạn. Con quay nữa hả? Thôi quay cái clip khác đi, giờ mình chào tạm biệt khán giả nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Bye bye. Dạ, chúc quý vị ngủ ngon nha. Ngon ạ. Dạ, chúc một ngày làm việc hiệu quả. Bye. Dạ, bye bye ạ. Bye bye.